Tin tức về chỉ số CPI tối ngày hôm qua đã được công bố và chúng ta cũng đã thấy là giống như dự đoán của trước đó, thị trường nó đã khởi động và chạy trước tin cách đó khoảng tầm 2 đến 3 ngày khi mà đã có những cái pha biến động này và ngày hôm qua sau khi ra tin tức thì gần như thị trường nó cũng đứng im và không có bất kỳ những cái động thái nào quá là rõ rệt và biến động giá quá lớn. Tuy nhiên là rạng sáng ngày hôm nay sau khi đóng nến ngày gần nhất thì vừa xong tại thời điểm mình đang làm video này thì giá cũng đã có những cái sự biến động nhất định khi tăng lên đến 26.543 và ngay lập tức sau đó đã quay trở lại trong vòng chỉ một cái đến 30 phút thôi đã quay về lại điểm xuất phát ngay ở ban đầu là 26.160 thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy đây chính là một cái pha quét lên để thanh lý cũng như là gặp một áp lực bán cực kỳ lớn ở trên này và không thể nào vượt qua được và đã bị đạp xuống lại khu vực này thì chúng ta cũng đã hiểu được là cái xu hướng hiện tại của thị trường là nó như thế nào rồi wow. Trading. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta đang cùng nhau ở ngày 14 tháng 9. Vậy là đã 1 phần 2 chặng đường của tháng 9 đã dần dần trôi qua rồi và chúng ta cũng đã thấy là thị trường nó đã có những cái pha đi khá là khó chịu so với cái dự kiến của chúng ta và nếu anh em bị cuốn theo những cái nhịp sóng ngắn hạn ở trong này thì đôi khi mọi người sẽ bị quên đi những cái nhịp sóng dài mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt một cái khoảng thời gian rất là dài vừa qua rồi và đừng có để những cái đợt sóng nó tăng trưởng như thế này nó làm cho chúng ta bị mất đi cái plan và cuốn vào những cái nhịp sóng nhỏ và đó chính là những cái điều mà mờ mờ hoặc là những cái người cá mập, những cái người nắm hàng tay lớn ở trên thị trường nó luôn luôn dụ dỗ và dẫn dụ chúng ta để đi vào những cái đợt sóng nhỏ như thế. Và bằng cách là chúng ta sẽ review lại trên những cái khung lớn để chúng ta có một cái góc nhìn nó tổng quan hơn thì lúc đó sẽ có một cái kế hoạch nó chính xác hơn. Hiện tại thì chúng ta nhìn lại một chút ở trên khung nến tuần mặc dù là nến tuần vẫn chưa đóng nhưng mà ở đây sau 4 tuần đỏ thì hiện tại chúng ta đang có một cái cây nến tuần xanh nhưng mà nến tuần này chưa đóng thì thật ra là chúng ta vẫn đang cần phải quan sát về có lẽ vẫn có cái khả năng xảy ra hiện tại ở đây chính là cái râu nến là 24.800 nhưng mà cũng có thể nến tuần nó sẽ trở thành một cái râu nến ở 26.577 cái giờ cái giá cao nhất của những ngày gần đây khởi động đầu tuần mới và nếu đến tuần này nó đóng thùng khỏi vùng này thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái tuần khá là xấu và hiện tại chúng ta đang nằm ở giữa cái khoảng thời gian ở giữa tuần cho nên anh Nam quan sát cái diễn biến giá ở trên khung nến tuần để chúng ta có một cái dự đoán. Ở trên khung nến ngày thì hiện tại là giống như trước đó chúng ta cũng đã dự định là giá nó lên đến cái vùng ở trên này thì mục đích cũng test lại MA 34 ở trên khung D1 mà thôi và trên cái buổi livestream mình cũng đã nhắc rất là nhiều về cái vùng giá này, chính là cái vùng giá ngày hôm qua của chúng ta đó là 26.650 và hiện tại ở đây thì MA nó đang nằm ở đây nhưng mà giá trong cái cây nến sáng ngày hôm nay tương tự giống như cây nến ngày hôm trước thì nó cũng chỉ lên gần đến vùng này đã gặp cái áp lực và ngay lập tức bị giảm xuống và bán xuống rồi và hiện tại ở đây là chúng ta thấy là cái vùng giá sáng ngày hôm nay nó cũng chỉ lên đến 26.500 và sau đó nó bị giảm xuống và không có chạm đến cái entry của anh em mình là 26.650 và cái vùng mình vẫn target cho anh em để chúng ta vào các cái lệnh short nó dài ở quen ngưỡng 26.600 đến 26.800 và mình đang kỳ vọng là thị trường nó sẽ quét lên đó để nó kêu những cái lệnh short ở các khu vực ở dưới này và quét thanh khoản nhưng mà sau cái pha đằng sáng ngày hôm nay thì có lẽ là bây giờ chúng ta nên cập nhật lại về kế hoạch một xíu Đầu tiên là chúng ta đã có hai cây nến ngày sen rồi, bây giờ chúng ta nếu mà cây nến ngày ngày hôm nay nó diễn biến là một cây nến ngày đỏ thì khả năng đây chỉ là một hai cái ngày hồi phục và cái nhịp hồi phục này nó cũng đã chính thức kết thúc sau cái cây nến đỏ này và chúng ta nên chờ khi nào cây nến ngày hôm nay nó rất là quan trọng và nếu mà nó trở thành một cái động thái như thế này thì chính thức là một cái động thái hợp lý hóa đường giá ở khu vực này lên test là MA và sau đó là một cây nến đỏ thì đảo chiều và tiếp tục một cái xu hướng đó là xu hướng đi xuống. Cho nên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhớ và quan sát đến hết cái cây đến ngày này và ngày mai chúng ta sẽ cập nhật lại ở trên khung ngày này nhé. Còn là trước mắt thì ở trên khung D1 chúng ta vẫn là một cái xu hướng rõ ràng là xu hướng giảm giá cho nên tất cả các vị thế long hiện tại thì mình đều không khuyến khích anh em tham gia. Và thị trường hiện tại nó có rất là nhiều những cái đồng on coin nó tăng trưởng và tăng trưởng một cách rất là bất ngờ cộng với đó là những cái lực nó tăng và nó pump rất là xa và gần như nếu chúng ta vào short thì chúng ta sẽ bị stop loss và bị thanh lý luôn cả cái tài sản thì đó chính là những cái đồng coin mà nó dẫn dụ và tạo ra cái sự FOMO cho thị trường ở giai đoạn bây giờ giống như cái giai đoạn trước đây đặc thù ngày hôm qua đó là con TRB và những cái đồng coin này thì mình vẫn khuyên những anh em nào mới chưa có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta có thể là không nên tham gia vào những cái đồng coin này tại vì nó sẽ rất là khó chịu và nó không tuân theo một cái nguyên tắc nào cả bây giờ chúng ta sẽ đi vào trên khung H4 để có được những cái vùng giá cũng như là những cái plan giao dịch ngắn hạn ở trong ngày hôm nay nó chính xác hơn đầu tiên ở đây H4 thì chúng ta đang thấy được rằng à, giá lên test lại đường MA 200 ở 26.650 và vùng này cũng trùng với đường MA 34 ở trên khung D1. Thành ra là mình đang view ở đây sẽ là một cái cản khá là cứng và kết hợp với đó ở đây lần trước cũng là một cái khu vực kháng cự cũ ở vùng trên này. đấy thành ra chúng ta sẽ có một khu vực kháng cự ở trên này. Nhưng mà ở đây theo như cây nến sáng ngày hôm nay thì giá nó chỉ lên gần đến cái ngưỡng này và ngay lập tức nó đã bị bán xuống quay trở ngược về lại rồi. Và nhìn trong khung M30 mọi người đã thấy một cặp nến đảo chiều rất là rõ ràng luôn. Đây một cây nến sen tăng lên và một cây cái nến đỏ tương tự đồng kích thước và bằng cái thân nến so với cây nến trước đó cộng với đó là cái volume tăng cao hơn thì chứng tỏ đây là một cái lực bán cực kỳ lớn khi mà giá nó vừa ngoi lên đến khu vực 26.000 năm ngay lập tức là bị gặp một áp lực bán xuống xả xuống rất là nhanh rồi ở đây quay lại ở trên H4 thì hiện tại chúng ta sẽ có thêm ở đây là mô hình hai đỉnh đang được hình thành và nếu cái nhịp hai đỉnh này được confirm và ngay ở cái vùng kháng cự mà tạo thành mô hình hình hai đỉnh thì gần như là chắc chắn ở đây sẽ là cái nhịp tăng trưởng cuối cùng cho cái nhịp giai đoạn này và đến cái vùng giá ở trên này và sau đó nó sẽ tiếp tục đi xuống thì là chúng ta sẽ quan sát thêm cây nến H4 hiện tại và trong cái trường hợp nếu mà H4 này nó đóng cửa ở lưng chừng khoảng tầm trên 26.000 thì đó sẽ là một cây nến khá là lưỡng lự và khó chịu và tạm thời chúng ta sẽ không nên short chưa nên short tại cây nến đó và nếu còn cây nến H4 hiện tại này vào lúc 23 giờ và lúc 11 giờ nếu mà nó đóng ở đây tức là 26.000 dưới 26.200 thì khả năng sẽ tạo thành cái mô hình hai đỉnh khá là đẹp và sau đó giá nó sẽ tiếp tục quay xuống và đi trở xuống xác nhận cho cái mô hình này. Kết hợp với đó ở đây chúng ta đang thấy đường EMA 34 và đường EMA 89 nó đang có xu hướng gặp lại nhau gặp lại nhau và trong cái trường hợp hai đường ma này gặp lại nhau và 89 nếu mà duy trì cái tình trạng này thì 34 nó sẽ cắt qua 89 và trong cái trường hợp đó thì thông thường giá nó sẽ có một cái pha cần phải có một cái pha giảm mạnh xuống cross xuống tương tự như thế này thì nó mới giúp cho cái chuyện là ma 34 nó sẽ bị kéo xuống ngược lại dưới ma 89 để tránh khỏi một cái xu hướng tăng trưởng còn lại trong cái trường hợp giá nó cứ đi sideways ở đây thì khả năng là nó sẽ duy trì và lúc mà ma 34 cắt lên thì lúc đó chúng ta sẽ không có dùng bất kỳ một cái lệnh short nào nữa và lúc đó chúng ta nên quan sát và chờ đợi cũng như là mình sẽ cập nhật thêm cho anh em tại vì những cái nhịp đó nó sẽ không có tốt cho các lệnh short khi mà 34 nó cắt qua chứng tỏ là sẽ có một cái xu hướng tăng trưởng trong ngắn hạn và kỳ vọng ở đây là khi mà hai cái đường này nó gần gặp nhau thì giá nó sẽ có một cái cây flash đâm xuống rất là nhanh giống như cái giai đoạn trước này để kéo cái đường giá và hợp lý hai cái đường này và lúc đó chúng ta sẽ thấy được là hiện tại chúng ta sẽ có các cái vùng cản đầu tiên là 25.800 và nếu giá thủng khỏi 25.800 thì chúng ta sẽ thấy là giá nó sẽ về đến vùng là 25.000 gần như là một cái tỷ lệ xác suất rất là cao rồi khi mà giá nó về đến vùng 25.800 bị thụng thì sẽ khả năng về đến 25.000 rất là cao và nhìn chung thì xu hướng của thị trường hiện tại mình vẫn view ở đây là xu hướng giảm cho đến khi nào mà thứ nhất là cây H4 tiếp theo nó đóng cửa vượt trên 26.300 thì chúng ta sẽ không có sót nữa hoặc là đường MA34 và 89 nó cross qua nhau tức là giao lên thì mình sẽ không có sót nữa còn là hiện tại ở đây thì tất cả các cái nhịp này mình đều đang view là một cái nhịp xu hướng giảm và những cái nhịp tăng lên như thế này đều là những cái nhịp hợp lý hóa để giúp cho chúng ta có một cái entry thực sự tốt để chúng ta có thể cân nhắc vào các cái lệnh sót vậy nên mọi người hãy tận dụng những cái nhịp này và khi mà chúng ta đã đưa ra kế hoạch thì chúng ta cố gắng bám sát theo kế hoạch đó để chúng ta giao dịch. qua những cái chỉ số khác đầu tiên là BTC .D thì đối với BTC .D nó đã tạo thành mô hình hai đỉnh ở vùng trên này và cũng đã gần như là test lại cái vùng cạn ở đây là 50,24% và khi chỉ số này nó lên test ở vùng trên này thì nó hiện tại nó đang đi theo cái nhịp của bitcoin chứ không phải là bitcoin đi sideways và trả cái vùng dom này về để cho oncoin nó bay mà đây chính là cái nhịp mà cái biến động về tỷ trọng của bitcoin so với tổng vốn hóa nó đang thay đổi theo cái giá của bitcoin mà thôi và chúng ta đi qua cái chỉ số là USDT .D và đối với USDT .D thì ngày hôm qua ở trên livestream mình đã có nhắc anh em là khi nó đi như thế này thì khả năng nó sẽ về tìm đến cái vùng khoảng đâu đó là 8% quanh ngưỡng khoảng 8% ở cái vùng dưới này và thực tế là sáng ngày hôm nay thì nó cũng đã về tìm lại cái cạn ở bên dưới này của USDT.D và sau đó nhanh chóng là nó đã bật tăng lên và rút râu và đối với cái nhịp này nếu mà rút râu và quay trở lại lên và USDT.D phục hồi và cho một cái xu hướng tăng trở lại sau cái nhịp giảm điều chỉnh lần này thì lúc đó là cái dòng tiền nó sẽ được rút ra ở bên ngoài và thị trường chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những cái pha giảm giá và điều chỉnh sâu hơn. Đối với DSI thì hiện tại là nó vẫn đang đi sideways ở vùng trên đỉnh này khá là khó chịu 104 đến 106 mặc dù tối ngày hôm qua tin tức nó đã xảy ra rồi nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng quá đến cái vùng giá này thì đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cái giá vàng hiện tại nó vẫn đang duy trì ở một cái ngưỡng là nằm ở dưới này nó vẫn đang đi sideways trong ngày hôm qua từ vùng biên là 1915 cho đến về vùng dưới là khoảng 1908 loanh quen khoảng tầm 7 đến 8 giá và đối với vàng ở đây thì mình nghĩ là khả năng nó đang đi sideways để chờ tiếp tục đường MA này đi xuống sau đó nó mới hình thành một cái xu hướng giảm và quay lại xuống và cái vùng target đầu tiên của mình vẫn là cái vùng khoảng tầm 1900 cho đến là 1809 x 95 đến 97 gì đó và nó sẽ về đến đây sau đó nó sẽ có một cái nhịp hồi phục hồi Fibo ở đây nó sẽ khoảng là Fibo 68 à Fibo 786 sau đó là nó sẽ có một cái nhịp hồi phục lên đến khoảng tầm Fibo 50 thì mình kỳ vọng là như thế và sau đó thị trường nó sẽ tiếp tục những cái pha cân bằng lại và chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái nhịp sóng đó sau này và tại vì hiện tại là cái giá vàng này về nhìn chung trên những cái khung lớn thì nó vẫn đang đi trong một cái hình trend uh, trendline như thế này thôi nó đang đi ở bên trên là như thế còn bên dưới là là đang ở ngưỡng khoảng 1890 là đang ở cái vùng cản ở bên dưới này. Đấy thì đây là cái xu hướng của con vàng. Đi qua những cái chỉ số khác Toto thì chúng ta đang để ý một chút đó là Toto 1 nó đang tăng trưởng khá là tốt và cái nhịp này thì Toto 1 nó đang vượt trên khỏi đường MA 89 và đang muốn đi lên test lại vùng MA 200 ở trên này. Thì nếu mà nó test thành công thì thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng trưởng cũng khá là ấn tượng. Và Toto 2 thì khả năng là nó đang test lại MA 89 ở trên khung H4 rồi. Và Toto 3 thì đang thấy là nó đang cố gắng breakout đi lên thì chứng tỏ là oncoin nó vẫn đang có một số một số con nó đang tăng trưởng được thì chứng tỏ là vốn hóa nó giúp cho cái tô 3 này đang tăng lên nhưng mà về cơ bản thì xu hướng thị trường chúng ta vẫn là xu hướng giảm cho nên mọi người đánh long thì anh em cũng hạn chế FOMO và có lãi vẫn là lời khuyên chúng ta nên cân nhắc và chúng ta chốt lãi dần dần chúng ta là có thông tin tin tức về chỉ số CPI ngày hôm qua là một cái chỉ số khá là xấu cho thị trường ở giai đoạn hiện tại khi mà cái chỉ số CPI của tháng trên tháng sẽ là 6% và Core PPI của tháng trên tháng là 0.3 so với dự kiến và tháng trước là 0.2 và nhìn chung tổng cái CPI chỉ số lạm phát hiện tại của Mỹ là đang nằm ở con số là 3,7% so với giai đoạn trước đó là 3,2% và dự kiến là 3,6 thì nó vượt qua khỏi hai cái con số này dự kiến và con số tháng trước và từ cái mốc là 3% quay trở lại thì hiện tại là chỉ số CPI này nó đã bắt đầu tăng trưởng và cái điều này nó cũng đã khiến cho cái chuyện là áp lực Fed tiếp tục một cái đợt gia tăng lãi suất nữa trong giai đoạn sắp đến là cực kỳ cao. Vậy nên đây là một cái thông tin hoàn toàn không tốt cho thị trường. Nhưng mà đối với riêng thị trường crypto thì thông thường nó cũng sẽ có những cái nhịp fake out tức là nó sẽ mặc dù tin ra như thế nhưng mà nó sẽ không có giảm dần mà thậm chí nó sẽ có những cái pha tăng trưởng lên để dẫn dụ và cũng như là tạo ra những những nhịp fake breakout lên giả và sau đó nó mới giảm xuống sau thì chúng ta cũng hãy để ý những cái nhịp đó của thị trường. Đối với trên coin glass thì chúng ta sẽ xem thử nào. Uh, Liquid thì thanh lý 65 triệu đô sau 24 giờ qua thì con số này nó cũng không phải là quá nhiều, tại vì nhìn chung thì thị trường nó đã cảnh cảnh giác qua cái giờ mà công bố thông tin về CPI rồi. Sáng ngày hôm nay thì có đến 87 hoặc 83 phần trăm lệnh short đã bị thanh lý khi mà bitcoin có một cây lên đến vùng là 26.500 và nhanh chóng tụt về lại giống như vừa rồi mình vừa review cho anh em và 24 giờ qua số số lượng lệnh short là bị thanh lý vẫn rất là nhiều khi mà Bitcoin tăng trưởng lên. Tỷ lệ long và short hiện tại thì phe long vẫn tiếp tục, phe bullish vẫn tiếp tục tăng cao và duy trì ở trạng thái áp đảo hơn. Mặc dù ở đó thì hiện tại chúng ta đang thấy là số lượng lệnh giữa long và short thì cũng khá là cân bằng và nhìn chung cái vùng giá hiện tại ở khoảng 25.000 hai này. 26 hai này chúng ta đang có một cái vùng giá khá là khó chịu và rất là khó để có một cái entry Vậy nên bắt buộc các cái entry chúng ta cần phải chờ đợi thôi Vùng order book hiện tại thì phe sale đang đặt ở ngưỡng khoảng 26 bảy 26 sáu nhưng mà vùng này thì chúng ta đang thấy khối lượng đặt nó cũng không phải là quá nhiều và nó cũng dễ bị quét qua. Đồng thời với đó phe long nó cũng tương tự như thế ở 25.800 đến 25.700. Vùng này chúng ta cũng đang thấy cái lượng order book khá là mỏng và nhìn chung hiện tại thị trường ở các cái vùng này người ta cũng đang khá là an toàn và nếu có đặt thì đặt cũng một cái khối lượng nó không phải là thực sự quá lớn và quá dày tại vì vẫn còn các cái trường hợp bị quét qua ví dụ như là short thì nó vẫn có khả năng bị quét qua lên đến khoảng tầm 26.800 thậm chí là 27.000. Còn phe buy thì bây giờ là ngược thị trường cho nên gần như là người ta cũng chị đặt ở một cái ngưỡng an toàn và có lẽ là đây là những cái lệnh scalp thôi không phải là những cái lệnh hâu dài nhìn chung thì hiện tại xu hướng của thị trường nó sẽ đang càng ngày càng rõ dần và ở giai đoạn này nó cũng khá là dễ đến tại vì thứ nhất là xu hướng là xu hướng giảm và chúng ta đang có một số các cái điều kiện khi mà xuất hiện thì cái xu hướng giảm này nó sẽ bị phá vỡ và tạm thời chúng ta sẽ không có sót nữa khi các cái điều kiện đó nó xuất hiện thì mình cũng đã nói ở phần đầu rồi và bây giờ việc của chúng ta đó là chờ đợi và trước mắt nếu anh em nào muốn đến thì vẫn là thuận theo xu hướng của thị trường chờ lên và chúng ta tìm entry chúng ta đến xuống thôi thì nó sẽ là thuận hơn và nó sẽ an toàn hơn còn lại đối với những anh em nào mà đánh long những cái đồng tăng trưởng FOMO ví dụ như là TRB hoặc là Story thì những cái hình thái đánh như thế mình cũng không có khuyến khích và đòi hỏi anh em phải có một cái kỹ năng cũng như là kinh nghiệm riêng thì cái điều đó là mọi người tự xử lý và lời khuyên ở đây là có lãi ngược xu hướng chúng ta vẫn ưu tiên chúng ta chốt lãi nhé chốt lãi không bao giờ sai ok những cái chi tiết hơn mình sẽ tập nhật ở cho anh em ở trong telegram mọi người hãy tham gia và follow cùng mình ở trong đó nhé chúc tất cả anh em chúng ta một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời xin cảm ơn